Và chào mừng tất cả bạn quay trở lại với tập tiếp theo của The Order 1886. Mình là Hữu Béo, xin lỗi anh em, mấy ngày hôm nay mình không ra được video mới do là mấy ngày trước mình mãi đang cái video khác. Thì mình nghĩ là cái game này nó cũng đã gần đến hồi kết rồi, mình sẽ cố gắng cùng anh em chúng ta cùng nhau kết thúc cái tựa game này. Mình không nói thế không có nghĩa là mình biết đây có phải là tập cuối hay không. Nếu không phải thôi coi như là mình chưa nói gì. Hay còn nếu mà tập cuối thì chúng ta chơi nốt thôi. Let's go. Và cùng đến với chương thứ 13. Bình tĩnh thôi, người bạn. Ai đây nhỉ? Liệu anh ta có sống sót không? Đó là do anh ta quyết định. Lại bị mang đi đâu thế này? Trời ơi. Đây người bạn, hãy uống đi. Lại cái thuốc này. Trời ơi, bọn này lấy đâu ra cái loại thuốc đấy? Ngày thứ 22. Đã 2 ngày rồi. Chúng ta không thể bỏ anh ta lại như thế này. Tôi đã làm những gì tôi có thể rồi. Bây giờ bảo vệ anh ta không phải là trách nhiệm của tôi nữa. Ờ. Là như nào? Khó nhở. I will call upon him if he lives through this ordeal. À, mình phải sống sót qua một cái gì vậy? Anh bạn, my friend, you must stay with us. Anh phải tỉnh cùng bọn tôi. Sir Galahad. Sir Galahad. Thằng này nó biết mình các bạn ơi. Nó biết mình là Galahad nè. Ngày 26 tháng 11. Here, Lady Lakshmi. Đây quý cô Lashki. Anh đã quyết định rất đúng khi mang đến tôi đến đây. À ông này Nicola hả? Đấy, hiện tại anh ta phải ở đây bởi vì toàn bộ London đang tìm anh ta. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thời gian sẽ nói cho ta biết là liệu anh ta có sống sót được không. Không có được lựa chọn nào cả. Nếu như mà tôi biến mất quá lâu thì họ sẽ nghi ngờ tôi. Lỡ họ đã biết rồi thì sao? Anh đã giúp đủ rồi. Hãy để bọn tôi giải quyết vấn đề từ bây giờ. Có rất nhiều điều mà tôi cần phải làm. Hãy để tôi chăm sóc anh ấy. Tôi sợ là nếu không có anh ấy, chúng ta sẽ không có cơ hội. Ngày thứ 2 của tháng 12 năm 1886. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Lakshmi. Lakshmi. You're not one to give up so easily. Anh đúng là đồ không biết từ bỏ nhỉ. Tôi đang ở đâu? Anh đang ở trong một cái nhà an toàn. Anh đã ngất rất là lâu rồi đấy. Nhưng mà hãy đi thôi, chúng ta cần phải quay trở về Whitechapel. Rất nhiều người đang tìm kiếm anh. Làm sao cô kiếm được tôi? Anh phải kiếm cảm ơn Nicola. Anh ấy đã mang anh đến đây và tìm sự giúp đỡ của tôi. Làm sao mà cô biết Nicola? I will let him explain his involvement in our affairs. Tôi sẽ để anh ta giải thích. Nicola left you these. Nicola để lại cho anh những thứ này. Anh nghĩ là anh sẽ tôn trọng những thứ này. Wow. My stuffs.
Ui, I'm a different man now. Let's go. Mình không còn thuộc hội nữa các bạn. Bây giờ mình mặc đồ theo kiểu khác. Đồ nhìn hơi giống theo kiểu Van Helsing ấy. Chúng ta cùng đến với chương thứ 14. What the fuck, sao nhanh vậy? Sabors has not been seen since the search for the Grail. You say he lives in East India. I did not say he lived. Rồi mình sẽ phải thoát và tìm đường đến Whitechapel. Gặp bọn này là bắn luôn các bạn. Khẩu revolver mạnh thế. Vừa vào bắn nhau. Chỉ đường đây, giáo sư. Đấy. Whitechapel is this way. Whitechapel là đường này. Ui, hội này đang tìm mình anh em ạ. Game đúng em gái xinh nhất thì em lại thù mình. Đậu. Đen nha. Lady Agrain. There is evidence of a few people having been here. Ở đây có bằng chứng một vài người đã từng ở đây. Hẳn là Galahad đã được nhận được sự giúp đỡ. Hãy đi truyền lời đến cộng đồng. Chúng ta đã tìm được dấu vết. Tell every able knight to converge towards Whitechapel. Hãy nói với tất cả các hiệp sĩ là đến thẳng Whitechapel. Sao nó lại thù mình ấy nhỉ? Nó chưa biết nguyên nhân anh em ạ. God be my witness. I will see to the end of the rebellion. Wow. Con này nó thù cái hội ấy các bạn ạ. Thù cái hội rebel á. Khổ thế. Tất cả anh em tẩy hết ra khỏi đây nè. Nhanh. Ngồi đấy mà đánh đàn rong chơi. Chúng mày. We need to leave. Chúng ta cần phải rời khỏi đây. Bây giờ thời gian. Salvage what you can and go. I have unfinished business at the palace. Cô hãy dọn dẹp và đi đi. Tôi vẫn còn việc chưa xong. Nơi đó là nơi anh không nên xuất hiện. Tôi cần phải đưa Nicola ra khỏi đó. Bọn họ biết anh sẽ đến đó và họ sẽ răng bẫy đấy. Vậy thì chúng ta đi cùng nhau. Không được. Đây là trận chiến tôi phải chiến đấu một mình. Nếu tôi sống để thấy ngày mai, thì tôi sẽ tìm được cô thôi.
Vậy thì hiệp sĩ. Do you not know? I am a knight no longer. Nếu như cô không biết thì tôi không phải là hiệp sĩ nữa. Ok. A knight you are not, monsieur. But are you a turncoat or a patriot? Why? What would you have me be, Marquis? Cậu muốn tôi là gì, Marquis? I believe you have reason for what you do. Tôi tin là ngài có những lý do cho những việc ngài làm. Two revolutions have taught Lafayette that there are dangers on both sides. I will not forget this, Marquis. See that you do. Tôi sẽ không quên việc này đâu. Should you threaten the cause of liberty, you can count on Lafayette to be your sworn enemy. Adieu, monsieur. Until we meet again. Chạm biệt ngài. Chúng ta sẽ gặp lại sau. We will, my friend. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại với anh em. Ôi thằng này tốt quá, nó tin tưởng mình các bạn. Má may thiệt. Chúng ta cùng đến với chương thứ 15. Mẹ các chương trôi nhanh vậy đấy. Ngày thứ 3 của tháng 12. Leaving us so soon. Rời bọn tôi sớm thế. Debbie. Oh, so Debbie. You do remember my name. Vậy là anh có nhớ There's tên tôi à? I should explain to you. I should have trusted you long ago. There's no time for pleasantries. Giờ không còn thời gian Seems đâu. You are eager to get yourself killed. Có vẻ như anh muốn tự right. làm mình chết đúng không? Tôi phải làm điều này đúng đắn. Cho dù cái giá phải trả là gì. Vậy thì anh hãy cầm cái này đi. Cảm ơn. Oh, and do come back in one piece. Và hãy nhớ quay lại an toàn nhé. Có vẻ như nữ hoàng của tôi thích anh đấy. Wow, dòng dõi Hoàng Anh với dòng dõi Hoàng gia Anh với dòng dõi Ấn Độ. Các bạn nghĩ sẽ đẻ ra thằng chồng như thế nào? À, mình biết rồi. Ca sĩ Zayn. Zayn đấy các bạn. Có vẻ sẽ trông giống thằng đó. Ok, let's go anh em ơi. Hợp lý anh em ơi. Đây là khẩu M2 Falchion Auto Rifle. Súng tự động anh ạ. Bây mình sẽ đến cái phòng thí nghiệm của Tesla. Giải cứu ông Tesla. Về sau Hugh Wells sẽ được đi vào nhân vật lịch sử. Nicola, come in. Nicola. I'm in the catacombs on my way to you. Tôi đang ở dưới hầm, đang đến anh đây. Ngài Galahad, ngài đừng đến đây. Anh hãy đợi, tôi sẽ đến đón anh sớm. Mày có nghe gì không? Lão tét mẹ lợn. Bắn vào quả lựu đạn nó không nổ anh em. Ơi! Pop gì? Không được. Nhanh. Phải sống để chiến đấu để thấy ngày mai chứ. Đã hứa với mấy em kia nhau rồi. Đùa. Ê, what the... chơi bẩn nè, tao chơi bẩn của chúng mày. Thách chúng mày bắn được vào đây luôn.
Finally. Không được, cậu ấy mạnh hơn. Lốt súng đã anh em ơi. Cái này quan trọng không? Đi hướng nào nhỉ? Sir Galahad, we may have a complication. Sir Lucan is on his way. Nicola, you need to get Nicola, out of there. Anh phải thoát khỏi đó ngay. There is nothing to fear, my friend. I will keep communication open on my side. Yara. Nicola. Mẹ đang mải ăn sát thương, đéo biết thằng kia nói gì. Trời ơi. Chúng mày chết với tao. Để tao cầm shotgun là chúng mày đến chúng mày đến hạn chót rồi. Vừa rồi. Ui. Từ từ ơi. Khó thế nhở. Ủa, thể có ông tôi mà có chuột ở bọn này xong. Má, tôi mà có chuột bàn phí bọn này xong lâu ấy. Thề câu luôn. Không phải khổ thế này không? Cái gì mà mệt mỏi dữ luôn. Cay thật. Quá.
OK, nghĩ là chúng ta ổn rồi đấy. OK, có vẻ ngon hơn tí đấy. Nhờn bô mày, lợn. Chơi này khác mẹ PUBG đó các bạn, bắn nòng lựa súng. Nicola, lại là người ta muốn gặp. Tôi có thể làm gì được cho ngài, ngài Lucan? Đi với ta, chúng ta có rất nhiều điều để bàn với nhau. Chết rồi, không được rồi các bạn ơi. Mình phải đi nhanh thôi. Đúng rồi, lần này lấy dao cậy luôn, đỡ phải chơi. Cái đẹp, mình đang bảo đỡ phải chơi mới cho sách toy. Cuối cùng mã vẫn phải dùng, cay thế. Mẹ game. OK.
Okay. Sao vậy? Nicola, chuyện gì xảy ra vậy? Lakshmi was right. He knew. Cô ấy nói đúng, hắn ta biết rồi. Thôi, để tôi đưa anh ra khỏi đây. Biết thế thằng này ở lại với mình còn hơn. Ngu thế. Hắn ta vẫn còn ở trong đó. Đã quá muộn rồi, chúng ta không thể làm gì được nữa đâu. Vẫn có một thứ, vài thứ tôi có thể làm. Ui, chúng ta lại đến chương 16. Đóng cửa luôn, chắc là khô, kèo khô máu trong này rồi. Ui, kèo súng mới các bạn ơi. Ui, khẩu gì đây? Sao bây giờ ta mới được động vào vậy? Alistair! Why you son of a bitch? I knew you would return, brother. Ta biết kiểu gì anh quay trở lại rồi anh em. Hãy đừng nấp trong bóng tối nữa, mẹ kiếp mày. You and I, cả anh và tôi, chúng ta không khác gì nhau đâu. Tôi làm những gì tôi cần làm để bảo vệ giống loài của tôi. Chúng ta chiến đấu chỉ vì sống thôi. Đó là lời nói dối. Thứ cấu. Một ngày nào đó, có thể là anh sẽ hiểu. Rồi, cần cất kèo các bạn, kèo solo rồi. À, phe play các bạn ơi. Nào, tao mày solo dao. Mày. Hãy hiện gì nguyên hình đi. Ui. Nói là làm liền. Nó to vãi. Ui. Cái gì đây? Kèo này đi chơi gì? Ngu thế. Mày. À. Mày. Má này khó thế. Mày. Kìa. Trời đó, trời cắn. Mày. Spam. Anh ạ. Hiểu chưa? Nhục. Ui. Cố lên. Come on, spam, goddamn button. Come on. Mày. Nước mắt tuôn rồi. Trò chơi kết thúc.
Tao đã sống quá lâu để biết ngày này sẽ tới. Tại sao? Mày đã chiến đấu cùng bọn tao bao nhiêu năm nay? Tao thấy rất nhiều thứ mà tao không muốn nhớ. Civilizations born and destroyed. Nền văn minh sinh ra và tự phá hủy. Bởi những cái lòng tham của loài người. The pride of men. Sự kiêu hãnh của loài người. Slaughtering each other in the name of their so-called god. Sát hại lẫn nhau. But how can you justify the atrocities your kind have committed? My kind are no more evil than yours. Cái giống loài của bọn tao không ác độc bằng giống loài của mày. Thế còn chị em mày sao? Bố mày sao? Tất cả đều là lời nói dối à? My father. Easy, bố tao. I love them as my own blood. Tao đều yêu họ như là giống như là máu mủ của mình. They cannot begin to know the curse I have lived with. Thôi xong. My son. Con trai ta. Father. Cha ơi. Forgive me. Hãy tha lỗi cho con. It is I who needs your forgiveness. Phải là ta mới cần sự tha thứ của con. I never meant this life for you. Ta không bao giờ muốn cuộc sống này của... Vậy ông cũng biết à? I have always known. Ta luôn luôn biết. I rescued him from the massacre of his family. Ta đã giải thoát con ta. Died by my sword. But a child? You didn't deserve such a fate. Đấy. How could I have taken the life of an innocent? Làm sao ta có thể lấy sinh mạng của một thứ không biết gì được? It is the only way to make amends for the havoc that has been unleashed. Hãy báo cáo cái việc này lên hội đồng đi. I cannot. Ta không thể làm thế được. The revelation would shake our order to its very foundations. So I am to be sacrificed. How many more must die to ensure an eternal silence? Có bao nhiêu người phải chết nữa để đảm bảo được cái sự im lặng này? Here's my son. Nó là con trai ta à? I cannot be the one to end his life. Ta không thể là người kết liễu mạng sống của nó được. Oh. Isabeau and the council must never. Isabeau và hội đồng không bao giờ được biết cái sự thật này. Do not ask this of me. Đừng có bắt tôi phải làm thế này. Henceforth. You shall have fellowship with no knights. The order must remain united. Ôi. You are no longer. Cái hội này phải được giữ trật tự. Heralds. Finish what you have begun and vanish. Hãy kết thúc những gì anh cần làm và hãy biến đi. Never meant to live this life. Nhà mình vẫn sẽ không được chấp nhận vào lại hội anh em ạ. Mình chỉ có thể kết thúc cái việc này và sau đó mình tẩu thoát thôi. Như kiểu mình vẫn bị truy lùng chứ còn ông ấy không cho mình tiết lộ. Maybe then we shall know true peace. The Order 1886, ladies and gentlemen. Uầy, what the fuck anh em? Holy shit! Mình không nghĩ là game nó kết thúc vào ngay cái tập này. Anh em đừng có nói là mình xem trước nhá. Vì những đoạn đầu mình nói là có thể tập này là tập kết thúc hoặc là có thể không phải. Để mình đoán mò thôi, mình thấy kiểu có biến đó, mình có biến như kiểu hết game nhưng không ngờ nó lại là tập này thật. Mẹ, nhiều lúc mình đoán ước gì cái tài đoán lẻ của mình nó được áp dụng vào cửa sổ số hay là đánh đề thì có vẻ thì giờ đỡ phải ngồi đây không anh em. Thôi dù gì chúng ta đã kết thúc được một tựa game có một cái nội dung khá là khác biệt so với những cái tựa game khác ở ngoài thị trường. Đấy, thì sau khi mình chơi xong thì nếu các bạn còn nhớ thì trước mình cũng đã nói là để chúng ta cùng tìm hiểu xem là tại sao game này nó lại bị nhiều các cái
lượt vote down, nhiều bị gọi là bị nhiều các cái sự ghen ghét dành cho cái tựa game này. Thì bây giờ chúng lẽ mình đã biết và mình cũng đã hiểu được vì sao đấy. Thế mình nghĩ là cái quan trọng là cái gameplay, còn cái nội dung thì mình nghĩ là nó có một cái cốt truyện khá là khác biệt và đấy, khá là nó không giống một cái game nào cả đấy. Còn gameplay thì thôi, sau anh em xem những cái tập mà mình chửi thề các kiểu thì anh em đã hiểu vì sao game này nó mang đến nhiều cái sự tranh cãi đến như vậy. Thôi thì có lẽ mình sẽ cho game này khoảng 6-7 năm, cho đến 7 điểm nấc trên cái thang điểm thứ 10. Thì cái cốt truyện khá là hay, cái concept theo như mình đánh giá khá là hay đấy, thời như kiểu thời steampunk ấy anh em. Ở hiện tại chúng ta đang có mặt ở cái màn hình kết thúc game. Thì mình cũng không biết là đến bao giờ chúng ta có thể mình vừa mới bấm skip xong. Mình đã skip luôn được cái đoạn after đoạn credit rồi. Galahad, nghe thấy tôi nói gì không? Ngày thứ 21 của tháng 12. Bình tĩnh Nicola, tất cả vẫn bình thường. Nếu như anh đã nói thế. There is no telling when the authorities will decide to mount an offensive. Cả thành phố vẫn đang truy lùng ông này các bạn. Now is not the time for heroics. Bây giờ chưa phải là lúc để có những cái hành động anh hùng. Lady Lakshmi's lead and leave the city. Tôi sẽ khuyên anh là chúng ta hãy đi theo Lady Ashimi gì đấy. Nghĩa là sẽ trốn thoát cùng với con mụ Ấn Độ kia. I'm Galahad, no more. Tôi phải nói lại anh một lần nữa, tôi không phải là Galahad nữa. Thế bây giờ nếu như mà ông ý không rời khỏi thành phố ấy, ông còn việc gì nhỉ? Chưa hiểu lắm. Rồi đây hình như mới là đoạn rồi để mình skip lại xem phát nữa mà. Ok, chúng ta quay trở về menu chính. Rồi, thì chốt lại là rất cảm ơn anh em vì đã dành thời gian trong một vài bữa vừa rồi để cùng mình đi hết cái chặng đường cho một cái tựa game mang tên The Order 1886, một tựa game được độc quyền, phát hành độc quyền trên PS4. Như các bạn đã biết thì những cái tựa game độc quyền trên PS4 hầu hết là những cái tựa game hay thì chưa biết nhá, nhưng mà thực ra là nó rất là lạ, rất là, nói chung là kiểu cái các cái concept của những cái tựa game độc quyền PS4 nó hầu hết nó rất là khác những game thị trường, nó không giống một game nào cả. Đấy, thứ nhất là thì mình nghĩ là nếu như anh em có dịp mà đang có PS4 thì mình khuyên là anh em nên thử cái tựa game này, thử qua thôi, kiểu như mua đĩa về chơi không hợp thì bán. Đấy, kiểu như vậy. Còn nếu anh em nào mà dư giả thì cũng nên thử, bởi vì thứ nhất là để chiêm ngưỡng cái nền tảng đồ họa của The Order 86, mặc dù nó đã ra cách đây khoảng 3-4 năm rồi, nhưng mà nói thật là cái đồ họa của nó thì không thua kém bất cứ bố con thằng nào ở thời điểm hiện tại luôn, khẳng định là như thế. Còn Hiếu Béo, anh em đã biết là mình thì rất thích game đồ họa đẹp, nói thẳng thế cho nó vuông. Thì mình cũng, nếu như anh em có hỏi là nên chơi game này không thì mình bảo là nên thử chứ không phải là nên chơi rồi chơi hết nhá. Đấy là mình không khuyến khích như thế. Thì có thể bởi vì nó sẽ gây ức chế cho anh em, thậm chí mình nóng tính như này thôi. Ở ngoài kia nhiều ông nóng tính khác thì ông đập mẹ cả máy thì thôi, lại bảo do mình. Nên thử qua nhá anh em, chứ không phải là nên chơi xong rồi chơi hết. Nó không phải như kiểu Final Fantasy 15 hay các kiểu, không nên thử kiểu như đấy. Đó. Rồi thì chắc mình sẽ phải kết thúc cái tập này ở đây và mình sẽ quay trở lại với anh em ở các cái tựa game về sau trong cái khoảng thời gian sớm nhất. Nếu như anh em thích những cái lối chơi, phong cách chơi của Hiếu Béo thì anh em hãy cho mình một like cho từng video và cho mình một cái subscribe cho kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn sẽ nhận được thông báo, thứ hai là mình sẽ có thêm động lực để mình ra video. Cảm ơn các bạn và have a good night.